Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã tin tưởng và ủng hộ em cái máy xay sinh tố này anh chị. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng để máy dùng làm sao cho nó bền anh chị nhé. Nói chung ấy, máy tốt nhưng mà mình cũng cần phải dùng đúng cách thì máy sử dụng nó bền được, của bền tại người mà anh chị ạ. Bây giờ nhé, em sẽ hướng dẫn nhé. Tức là cái này là motor của máy này, còn này là nút nguồn. Tức là cái này khi mà ví dụ anh chị cắm điện ấy, ví dụ anh chị chưa đặt cối lên ấy, thì là khi mà anh chị bật cái này lên ấy là nó sẽ không hoạt động nhé anh chị nhé. Bật cái này là không hoạt động nhé. Khi nào anh chị đặt cối lên ấy, đặt cối lên thì khi đấy máy nó mới hoạt động. Đây, bây giờ em kia cho anh chị nhé. Đấy, khi đấy máy mới hoạt động anh chị nhé. Còn bây giờ ví dụ giả sử anh chị nhấc ra, đấy, nhấc ra, anh chị bật lên là nó sẽ không hoạt động. Tức là ở đây nó sẽ có cái, đây anh chị thấy nhé, nó sẽ có cái này, nhọn này, đấy, nhọn đây nó sẽ chạm vào đây, đấy, đẩy cái nút nguồn này xuống dưới, đấy, thì lúc đấy thì máy mới hoạt động. Rồi, cái này em hướng dẫn cho anh chị khi mà xay sinh tố bằng đá này. Nói chung đá gì cũng vậy, khi mà anh chị xay sinh tố ấy, thì anh chị thứ nhất là giữ cối này cho nó chắc này. Đấy, đè cối xuống để làm sao cho cái phần bánh răng ở đây, đấy, nó tiếp xúc tốt với lại cái bánh răng ở đây. Đó, để nó không bị tức là không bị mòn cái chỗ gai này. Tại vì ví dụ bây giờ anh chị đặt, tức là anh chị không giữ đi, ví dụ lỡ mày có để nghiêng một cái ấy, thì là mấy cái bánh răng tiếp xúc không tốt với nhau ấy, là nó sẽ lờn mấy cái bánh răng này, là mình phải thay. Đấy, tất nhiên thì khi mà thay thì em cũng có linh kiện cho mình rồi, nhưng mà nếu mà giả sử mình tránh được những cái này thì tốt anh chị nhá. Thì cái đấy em dặn trước. Đó, nhiều khi lỡ may mình không biết mình lại kia, mình lại gặp phải. Đấy, rồi cái nữa là em hướng dẫn anh chị cách xay này. Tức là đây thì tốc độ mình vặn từ 1 cho đến 9 này anh chị nhé. 1 đến 9, 9 là cao nhất. Rồi, còn cái này nút nhồi anh chị nhá. Ấn một cái là nhồi, ấn một cái là nhồi. Nút nhồi này là tốc độ nó mạnh nhất anh chị nhá. Đó, khi nào mình cần nhồi nhét, hoặc ví dụ là sử khi anh chị mới xay ấy, anh chị cần phá đá, tức là phá đá cho nó nhuyễn ra thì anh chị nên ấn nút nhồi trước. Nút này thì ấn. Đấy, rất là mạnh. Tức là ấn xong thả hoặc là ấn xong giữ anh chị nhá. Tức là khi mà anh chị xay sinh tố, anh chị nên ấn nút này, ấn nút nhồi cho đá nó nhuyễn ra trước. Khi nào mà đá nhuyễn ra rồi ấy thì anh chị mới ấn nút on. Đó, nút mở nguồn lên, xong rồi bạn tăng lên từ từ, tăng lên từ từ. Đấy, khi nào vài chục giây sau anh chị thấy sinh tố mịn rồi anh chị lấy ra thôi nhá. Cái này anh chị lưu ý là cái này khi mà xay sinh tố thì mình không nên dùng liên tục quá 4 đến 5 phút. Đấy, nếu mà anh chị dùng liên tục 4 đến 5 phút là phải cho máy nghỉ. Tại vì cái này tốc độ nó xay rất là mạnh. Nếu mà anh chị dùng liên tục ấy, xay liên tục trong vòng 4-5 phút như vậy ấy, không cho nó nghỉ ấy, thì máy nó sẽ nóng motor này, nó sẽ không cho anh chị dùng nữa. Khi nào nó nguội thì nó mới cho anh chị sử dụng lại. Đấy, tất nhiên là mình không nên để tình trạng đấy xảy ra nhiều lần anh chị ạ. Giống như con người mình thôi, ví dụ mình làm kiệt sức liên tục như vậy thì đến một ngày nào đó thì mình sẽ đổ bệnh nặng. Đấy, thì cái máy móc thì cũng giống như vậy. Thì ví dụ giả sử nếu anh chị bán nhiều ấy, đông ấy, thì là mình ví dụ giả sử cần nâng cấp thêm, mình nâng cấp anh chị nhá. Mình mua thêm máy, hãy mua thêm máy anh chị nhá. Rồi, và đặc biệt thì cái này thì khi mà xay thì anh chị nên xay khoảng tầm 2 đến 3 ly thôi. Đấy, cối này dung tích 2 lít này. Nhưng mà mình tức là ví dụ anh chị xay rau má, anh chị xay 2 lít được, chứ sinh tố thì xay 2 lít chắc không máy nào xay được đâu anh chị ơi. Đó, rồi ok, ví dụ giả sử anh chị xay rau má nhá, anh chị có thể để nguyên cọng cũng được, hoặc là cắt ra thì càng tốt. Đấy, nhưng mà ví dụ giả sử anh chị để nguyên cọng ấy thì là anh chị ấn nút nhồi này, tức là cho máy nó chạy lúc đầu ấy, cho máy chạy tốc độ cao nhất. Đấy, để nó cắt cái sợi rau má ra nhuyễn trước, xong rồi anh chị mới bật nút on, xong rồi vặn tăng lên từ từ anh chị nhé. Đấy, rồi ok. Và lưu ý là khi mà vị trí đặt máy ấy, thì là anh chị đặt những nơi mà khô ráo giúp em nhá. Tại vì dưới đây là nó có một cái cánh quạt tản nhiệt anh chị ạ. Tản nhiệt, nhiều khi anh chị đặt chỗ này có vũng nước, nhiều khi quạt tản nhiệt sẽ hút vào motor, nó làm cháy motor. Đấy, anh chị dùng nhớ giúp em là đừng có cho nước vào motor nhá, nó sẽ làm cháy motor anh chị nhá. Rồi, đấy là những điều mà em cần lưu ý. Tức là khi mà anh chị xay sinh tố bằng đá bi ấy, đá bi hay đá gì cũng vậy, anh chị nên ấn nút nhồi trước anh chị nhé, cho nó phá đá ra nhuyễn đi. Hoặc là xay rau má cọng cũng vậy, anh chị nên ấn nút nhồi trước cho nó cắt đứt cọng rau má đi. Rồi khi này, xong anh chị mới bật cái này lên, xong tăng lên từ từ nhá. Rồi em xin chân thành cảm ơn anh chị nhé.